Chào mọi người, em tên là Mai và em đang là học sinh cấp 2. Em vừa mới trải qua quá trình niềng răng. Ngày trước thì em bị gặp vấn đề về răng miệng từ khi đẻ ra ấy. Thì khi mà hình thành sau khi thay răng thì em bị gặp vấn đề là bị hàm ngược. Khi đấy thì nụ cười nó có khá là nhiều khuyết điểm. Khi mà cười thì không để lộ hàm trên mà lại lộ ra răng cửa hàm dưới, và nó cũng ảnh hưởng đến quá trình, nó ảnh hưởng đến cái sự nhai ạ. Thì cái nụ cười của nó không được đẹp nên là em cũng rất là ít khi cười, và chụp ảnh thì cười không không bao giờ cười gọi là nhe răng ấy ạ. Hồi bé thì có thể mình sẽ không để ý đâu, nhưng mà khi mà mình đi học khoảng tầm lớp 4, lớp 5 ấy, thì lúc đấy mình cũng đã nhìn nhận, có nghĩa là mình đã nhìn lại cái ngoại hình của mình. Để ý đến nụ cười thì mình cảm thấy là nó không được đẹp và khá là tự ti về nụ cười ạ. Theo em thì cái gì không đẹp thì đương nhiên là nó sẽ không tốt rồi. Cho nên là khi mà mình có một nụ cười không đẹp thế này thì sau này khi mà có thể là học xong và đi xin việc thì người ta cũng sẽ nhìn vào cái ngoại hình, mà những cái công việc hay là những trường nào cần đến ngoại hình thì sẽ không được gọi là điểm tối đa, hay là không không nói chung là nó sẽ nhìn thế nào, người ta nhìn khi mà phỏng vấn thì người ta đã nhìn ngay vào cái ngoại hình đầu tiên rồi, chưa biết năng lực bạn như thế nào, nhưng mà họ sẽ nhìn vào cái ngoại hình, và ngoại hình sau này chiếm khá là nhiều ưu thế. Con gái mà có ngoại hình thì làm việc nó khá là trôi chảy, cũng có một chút là cảm thấy vui khi mà cũng gắn bó ấy, có một cái gì đấy nhớ, là tại vì gắn bó cái mắc cả được 2 năm rồi nên là khi tháo ra thì có một cái gì đấy nó khá là nhớ lại hình ảnh ngày trước. Bị đau thì chỉ những ngày đầu đấy, còn về sau thì khi quen rồi thì nó cũng khá là bình thường. Cái giai đoạn đầu khi mà phải đeo team block thì nó ở trong miệng nó khá là khó chịu. Khi ngủ thì em không ngậm được mồm vào và nó há hốc mồm ra. Kỷ niệm bác sĩ Thùy Anh thì không có, mà ấn tượng thì có thể thấy là bác sĩ Thùy Anh rất là xinh ạ. Bác sĩ điều trị ở đây thì khá là bác tỉ mỉ, cẩn thận và rất là nhiệt tình ạ. Sau khi tháo niềng răng thì phải đeo hàm duy trì, nhưng mà sau đấy nữa thì thời gian đến nha khoa thì anh cũng như là gặp các bác sĩ sẽ rút ngắn đi và không còn nhiều nữa. Thì phần nào đấy là cũng đã gắn bó được 2 năm nên là sẽ có cái gì đấy nhớ. Sau khi trải nghiệm của bản thân về niềng răng thì mình cũng có đôi chút lời muốn nói mọi người rằng là những bạn nào mà phát hiện ra mình răng không đều, hô hay là hàm ngược thì phát hiện sớm thì hãy đến niềng kịp thời, vì sau này thì khi mà đã qua cái độ tuổi thay răng và lúc đấy xương răng này nó cứng và nó chắc chắn hơn thì sẽ cần một khoảng thời gian dài hơn rất nhiều để có thể niềng răng. Và mọi người không phải lo sợ về đau hay là cảm thấy xấu hổ khi mà niềng răng. Vì bây giờ niềng răng cũng là niềng răng là một cái gì đấy nó rất là phổ biến, và mọi người niềng xong thì mọi người sẽ đạt được kết quả đẹp hơn, cho nên là niềng răng không có gì phải ngại, và mọi người hãy cứ tự tin mà đến niềng răng và để cho mình đẹp hơn thì cái đẹp bao giờ cũng tốt hơn mà, cho nên là mọi người khi đẹp hơn thì mọi người sẽ thấy tự tin hơn, cũng như cảm thấy tận hưởng cuộc sống hơn.